Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời toàn thể quý vị an toàn. Kính thưa quý vị, để động viên và khích lệ tổ trọng tài và hai đội bóng, chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu xuống tận xuống sân tặng hoa cho hai đội bóng và tổ trọng tài. Về phía lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao, ông Nguyễn Văn Nà, lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bề, lãnh đạo và ban tổ chức địa phương, ông Nguyễn Văn Sê và đại diện nhà cho nhà tài trợ bà Nguyễn Văn Bề. Anh còn tưởng cho em hơn. Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu và các vị khách quý. Xin phép các anh các chú vẫn đang đứng ở phía dưới sân, đội tuyển đang chuẩn bị ra sân tập. Xin mời các anh các kính thưa các vị khán giả,